9. Sao muội lại ở đây? Đi theo huynh hả? Được, bây giờ huynh sẽ làm ngay nghe. Chào huynh nữa hả? Thơm quá. Được, muội đợi huynh lấy nha. Đây nè. Nè. Thêm vài phần nữa đi. Trời lắm gà. Ghé coi. Mẹ. Con đang làm gì vậy? À, Tề công tử kêu muội muội đem một bức thơ, nói chúng ta mau lấy các vị thuốc cho huynh ấy. Mẹ coi đi. Tề Tam công tử hả? Dạ. Ý, sao cậu ấy lại cần nhiều như vậy? À, thuốc này được đưa tới Kim Châu cho các chiến sĩ đánh giặc để dùng đó. Con trai à, đơn thuốc này là do ai viết? Con đâu có biết. Á muội nói hình như là một đại phu viết đó. Vậy con mau hỏi xem vị đại phu đó tên là gì. Dạ được. Á muội, bức thư này là do ai viết vậy? Ai viết? Ai? Trời ơi, tôi nghe không hiểu gì hết. Bức thư này là do ai viết? Lưu Nhược Khiêm. Lưu Nhược Khiêm, ông đúng là đồ khốn. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ nói đi mẹ. Mẹ sao vậy? Con à, con có biết Lưu Nhược Khiêm là ai không? Là tướng công của mẹ, là cha nuôi của con đó. Thật sao? Mẹ à, có khi nào là trùng tên hay không? Lưu Nhược Khiêm. Mau đem đơn thuốc đó tới đây đi. Không sai, đúng là ông ấy. Là ông ấy rồi, chính là ông ấy. Mau, A Muội, cô đưa tôi đi tìm ông ấy đi. Thưa đại nương.
À, sư phụ ra ngoài có việc rồi. Thưa đại nương, người tìm sư phụ có việc gì không? Ta... thưa đại nương, người là... Ta là nương tử của sư phụ cậu. À, công tử, ta hỏi cậu, tên của sư phụ cậu có phải là Lưu Nhược Khiêm hay không? Phải. Là nhân sĩ ở Lạc Dương Hà Nam. Đúng vậy. Năm nay 41 tuổi, tuổi khỉ có đúng không? À, đúng, đúng. Không sai, đúng là ông ta rồi. Con khỉ sư phụ của cậu cái gì cũng tốt cả, chỉ có cứ thả ra ngoài là không chịu về nhà nữa. Hai người chúng tôi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Cha ta là chủ tiệm thuốc, hiểu y thuật, giỏi võ thuật, nhận một cô nhi làm đồ đệ, chính là sư phụ của con đó. Lão gia nhà chúng tôi thấy sư phụ của cậu lanh lợi, tướng mạo cũng tuấn tú, liền hỏi đại tỷ của ta, nói là sau này lớn lên cho làm tướng công của tỷ ấy có được không. Đại tỷ của ta lại đi hỏi nhị tỷ của ta, nhị tỷ ta sống chết cũng không chịu. Ta ở bên cạnh liền nói, cha, để con. Cha ta nói, nè nha đầu, con mới có 8 tuổi thôi. 8 tuổi thì sao? 8 tuổi con cũng muốn lấy. Ta không sợ ba người cười ta đâu. Cái này gọi là duyên phận trời sinh. Ta 8 tuổi đã thích ông ấy, 18 tuổi thì gả cho ông ấy, bây giờ 38 tuổi rồi, vẫn phải đi mòn gót giày, chạy đông chạy tây khắp nơi để đi tìm ông ấy. Cậu nói đi, ông ta có phải là quan gia hay không? Vậy sư phụ không có gửi thư về nhà sao? Người ta trước đây khi ra đi thì có đi có về, có thư từ. Lần này người ta đã thay đổi rồi, đã đi là đi luôn, không quay đầu lại nữa. Đã hơn 2 năm rồi còn gì. Thật ra lòng ta cũng đã thay đổi, chỉ có tính tình là thay đổi thôi. Khi ta còn là con gái, ta giống y như một thau nước trong, dịu dàng lắm. Bây giờ có tuổi rồi thì giống như một dây pháo, chỉ cần một mồi lửa là nổ rần trời lên rồi, làm sao mà tướng công không chạy mất cho được chứ. Thì ra chuyện là như vậy à. Tục ngữ nói rất hay, một lời nói được lòng, một lời nói mất lòng. Thị phi cũng chỉ tại mở miệng nhiều, cái lưỡi không nặng bao nhiêu, cắt vào người khác nặng ngàn cân. Một câu nói thiện làm người cười, nửa câu nói ác khiến người chạy. Lời nói ngọt ngào ấm ba đông, lời ác tháng sáu cũng lạnh băng. Đại nương à, rốt cuộc là người đã nói gì với sư phụ vậy? Chỉ một câu thôi. Là câu gì? Nếu ông có con rơi thì vĩnh viễn đừng bao giờ bước chân vào nhà họ Thư của tôi nữa. Câu này nói ra thì không thể trách sư phụ con không về nhà được rồi. Đúng là như vậy đó, thà ăn cơm sống chứ không chịu nghe lời xúc phạm. Thật ra khi nói câu đó ta không hề để ý gì cả. Ta chỉ nghĩ là phu thê đánh nhau cũng không thù, nửa đêm tay kề đầu chung gối. Ai mà ngờ được ông ấy lại đau lòng vì câu nói đó của ta chứ. Không cần biết thế nào, người buộc chuông vẫn phải là người tháo chuông. Được, ta đành lòng học theo Mạnh Khương Nữ vạn lý tìm chồng. Vậy mà vẫn tìm không được ông ta. Vậy mà bây giờ lại trùng hợp tới như vậy. Đúng là chạy mòn gót giày tìm khắp nẻo, không ngờ ông ấy lại là sư phụ của cậu. Vậy đi, công tử à, các người nếu như có việc thì cứ đi làm đi, còn ta, ta sẽ ngồi ở đây. Ta nhất định sẽ đợi lão già đáng chết đó về đây. Cho nên sư mẫu à, chuyện trên đời này thật là trùng hợp không thể ngờ tới được. Sư mẫu tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lại. Ê, ê, không được không được, miễn lễ miễn lễ miễn lễ miễn lễ. Sư mẫu à, lần này sư phụ vội quay về từ Kim Châu, mua thuốc men là làm đại sự cứu cho binh sĩ ngoài biên thành. Tất cả dược phí con đứng ra cảnh giác. Con nghĩ sư mẫu quay về tiệm trước cùng với cảnh đường quân đệ chuẩn bị thuốc cho đầy đủ. Con bảo đảm lát nữa sư phụ sẽ quay về. Phải đó phải đó, muội cũng nghĩ như vậy. Sư mẫu, người thấy sao? Ta thấy như vậy cũng được. Dù sao thì Lưu Nhược Kim ông ta cũng không chạy đi đâu được nữa. Nếu như đợi ông ta không nổi, ta sẽ hỏi tội hai con đó. Nhất định sẽ quay về mà. Vậy thì tốt. Con thấy đó, mỗi nhà mỗi cảnh. A muội, chúng ta đi thôi. Sư mẫu đi. Đi. Sư mẫu đi thông thả. Thư đại nương này quả thực sắc sảo phóng khoáng. Nè,
Tiểu thư. Hả? Sau này nàng tuyệt đối đừng trở thành Lý đại nương đó nha. Quỳnh đó, thấy ghét. Tìm tao có chuyện sao? Được được, đi đi thôi. Sư phụ. Sư phụ. Mộng hồ cô nương. Nè con. Sư phụ, mời người ngồi. Dạ mời ngồi. Sư phụ, người đã về rồi. Chủ tiệm thuốc đích thân tới đây, nói thuốc đã đủ hết rồi. Có điều bốn vị bị thiếu hàng. Họ nghĩ là có thể dùng bốn vị khác để thay thế. Người cũng biết con là người ngoài nghề, con chỉ biết chờ người về hỏi thôi. Được rồi, vậy ta tới nghe ông chủ đó nói xem rốt cuộc là thiếu bốn loại thuốc gì. Chủ tiệm đợi không thấy người về, đã quay trở lại tiệm rồi. Hình như là có thuộc địa đương quy đó. Đương quy là loại thuốc rất thường dùng, sao có thể thiếu được. Con nghe nói là đương quy mà sư phụ. Sư phụ vì chủ tiệm này là chỗ thân tình với nhà con, lòng dạ rộng rãi, tính tình thẳng thắn. Bãi nghe nói là thuốc cần gấp cho các binh sĩ ngoài biên thành, không chỉ ngừng việc làm ăn cùng với con trai lo chuẩn bị thuốc, mà còn không chịu lấy tiền nữa. Người buôn bán mà có tấm lòng như vậy quá là rất hiếm có. Được rồi, ta sẽ tới đó một chuyến. Vậy đi. Thục địa đưa quy. Vậy tôi đi nghe. Ông đi thông thả. Chúc may mắn nha. Sao họ vẫn chưa tới nữa? Mẹ, mẹ đừng có nôn nóng. Nhiều thuốc còn ở đây, con nghĩ cha nhất định là sẽ tới thôi. Nè, con trai à, những gì nãy giờ mẹ nói với con phải nhớ kỹ, không được quên câu nào đó. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, hôm nay con nhất định sẽ làm cho cha nuôi và mẹ được đoàn viên. Họ tới rồi. Hả? Mẹ nhờ hết giờ con. Mẹ yên tâm mà. Muội đại thúc. Đại thúc. Xin hỏi thúc, thúc có phải là Lưu tiên sinh tới từ biên thành không? Tại hạ là Lưu Nhược Khiêm. Mời đại thúc ngồi. Mời ngồi. Đại thúc ngồi đi. Mời đại thúc đun trà. Được rồi. Cậu là? Dạ con tên là Quý Cảnh Đường, là người làm của tiệm này. Vậy chủ tiệm đi đâu rồi? Là ông ấy. Dạ. Là ông ấy. Chủ tiệm ngồi đợi đại thúc có từ nãy tới giờ. Vừa rồi bất ngờ có người đi mời làm chút việc gấp, nói là xin thúc cứ ngồi đợi một chút, rồi một lát sẽ về ngay. Mời thúc dùng trà đi. Mời. Đúng là ông ấy rồi. Nè, đó là tiếng gì vậy? Chắc là ở trong cái tiệm này có chuột rồi. Nói bậy, ông mới là chuột đó. Tiên sinh, nghe nói thúc là người Lạc Dương Hà Nam. Phải. Chủ tiệm người của con cũng từ Lạc Dương tới đó. Nghe ông nói, ông ấy và thúc hồi nhỏ từng là bạn thân với nhau. Chủ tiệm của cậu quý tánh là gì vậy? Dạ ông ấy họ Xã, gọi là Xã Dữ. Họ Xã? Chủ tiệm Xã hả? Ta không nhớ ra nổi. Lão già đáng chết, không nhớ ra thì phải nghĩ cho kỹ chứ.
Dạ. Cậu học viết chữ lúc mấy tuổi vậy? Dạ, lúc 4 tuổi. Ồ, hèn gì mà nét bút lại quyển chuyển tới như vậy. Đúng là hậu sinh khả quý. Con trai à, chúng ta nên chuyển qua màn thứ hai rồi. Để coi ông ấy như thế nào. Dạ, mời bên này. À, chủ tiệm của con lâu quá không thấy về, có khi nào có chuyện gì rồi không? Dạ, phải. À, đúng là có chuyện gì thật rồi. Không giấu gì đại thúc, hôm qua hôm qua gây ra chuyện sao? Gây ra chuyện gì vậy? Dạ, hôm qua ông chủ của con cãi nhau với bà chủ. Dạ, thật ra chuyện này vốn dĩ cũng không to tát gì, nhưng mà tại nóng giận quá, cãi nhau nổi cả lên. Bà chủ tiệm của con thì tính cách rất là kỳ lạ, cứ cãi nhau là thích chạy ra ngoài. Hôm qua tính khí kỳ cục đó lại nổi lên nữa. Ông chủ của tụi con chỉ mới nói có vài câu lúc giận dữ thôi. Nếu như bà có con riêng á, thì cả đời này đừng có bước chân vào cái tiệm này nữa nha. Sau đó là có chuyện liền. Bà chủ tiệm của con đêm đó không có về nhà thiệt, cũng không biết là đi đâu nữa. Nhưng mà ông chủ của con cũng nóng ruột lắm. Ông ấy sợ lỡ việc lớn của Thúc, cũng cắn răng cố gắng chuẩn bị đủ thuốc cho Thúc, sau đó vội vàng đi tìm bà ấy rồi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không quay về á thì không quay về luôn đi, sao lại phải cực khổ đi tìm bà ấy? Con còn nhỏ, chưa hiểu được đâu. Có câu phu thê không giận quá một đêm mà. Nhưng mà người nói ra câu quá đáng không chịu đi tìm, thì người còn lại á, sao có thể tự hạ mình tìm về được chứ? Ông còn mặt mũi nói vậy sao? Tôi tìm ông rồi đó, sao ông không về? À, chút nữa con quên mất một chuyện. Ông chủ của con đã để lại một món đồ. Hả? Nói là chỉ cần giao cho Thúc thì sẽ sẽ có đương quy ngay. Sao lại là đương quy nữa? Mau đưa ra đây ta coi thử. Dạ đây. Hả? À, chủ tiệm của con thật ra tên gì? Là Xã Dữ. Xã Dữ Thư Giả. Nhược Khiêm, ông là đồ khốn. Tôi tìm ông khổ sở lắm đó. Ông đi đâu vậy? Ông đi đâu vậy? Hà Nhi bái kiến cha nuôi. Được rồi, đứng lên đi. Đứng lên đi. Phải, con đi lấy một thứ nha. Coi bà kìa. Cha nuôi. Ông là đồ đáng ghét. Nè, mời dùng. Sư phụ, sư mẫu, mừng hai người đoàn viên. Đa tạ. Dạ. Cha, mẹ, con cũng kính một ly. Được. Nè, có câu một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, bắt đầu từ hôm nay. Chàng đi đâu, thiếp sẽ theo đó. Thiếp không rời xa chàng nữa đâu. Tu Dân à, nàng yên tâm, ngày mốt á, ta đưa thuốc về lại biên thành xong sẽ quay lại rất nhanh thôi mà. Ngày mốt? Phải. Nè, không ở thêm được một ngày sao? Ê, trong quân doanh có nhiều quân sĩ bị thương lắm, họ đang đợi ta trở về chữa trị cho họ đó. Chàng cứ lo lắng hết chuyện này đến chuyện kia. Sao chàng không lo lắng cho thiếp chứ? Chàng đó, chàng chu du khắp bốn phương, cứu người giúp đời. Thiếp nóng ruột lắm mà đâu có phản đối. Thiếp chỉ giận chàng không lo cho ở nhà một chút nào hết. Đi làm đạo sĩ tha phương, làm hòa thượng đi khất thực, tụng kinh niệm Phật. Coi kìa, nàng lại như vậy nữa rồi, lại cằn nhằn trách móc nữa rồi kìa. Nè, đó gọi là đánh có tình, chửi có ý đó.
cằn nhằn trách móc mới vui chứ, có đúng không? Con người của sư nương đúng thật là vui đó. Ta thấy rất tốt. Vậy sao? Tam thiếu gia, Đỗ tiểu thư. Tiểu Hỷ. Dạ mời ngồi. Tới sớm vậy. Hôm nay cho chúng tôi uống trà gì? Trà Long Tỉnh vừa mới pha xong. Ờ. Long Tỉnh sao? Thơm thật đó. Ừ, ngon lắm. Ừ, phải rồi. Tối hôm qua, sư phụ của ta và Thứ Đại Nương phu thay đoàn viên. Cùng chung chăn gối rồi. À, đây gọi là giỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Sư phụ của huynh lang bạc khắp nơi, nhưng mà bây giờ đã bị Thư Đại Nương thu phục rồi. Có điều sau này sư mẫu sẽ không bớt la mắng sư phụ được đâu. Hey, sư phụ của ta lại bị té vào cái lò lửa nữa rồi. À, đây không phải gọi là té vào lò lửa mà rớt vào hũ gạo đó. Lò lửa? Hũ gạo. Lò lửa. À, hũ gạo. Là như vậy nè. Gà trống đánh nhau, đầu đối đầu. Phu thê đánh nhau không giận lâu, sáng sớm khóc cười rồi giận dỗi, tối lại chung một chiếc gối đầu, tối lại chung một chiếc gối đầu, tối lại chung một chiếc gối đầu. Tiểu Hỷ à, cô giỏi thật đó, cái gì cũng biết hết. Giống chị đã là như vậy mà. À, Tú Vân à, Tú Vân, nàng có nhớ ta không vậy? Nè, mặt trời rọi tới mông rồi kìa, mau dậy đi. Tối hôm qua nàng làm tao mệt quá. Đáng ghét thiệt. Nè, thiếp nói nghiêm túc với chàng nha. Chàng có thể ở thêm 2 ngày nữa rồi đi không? Sao vậy? Nàng vẫn chưa hết lửa tình sao? Đáng ghét, chàng hư quá đi. Nói nghiêm túc với chàng mà chàng cứ đùa giỡn không đàng hoàng gì hết. Thiếp thấy chàng hả, đúng là đánh chết cái nết cũng không chừa. Được rồi, ta dậy. Trời, cái lưng của ta. Tu Dân à, tối qua ta đã nói với nàng rồi mà, trong quân doanh ở Kim Châu còn có rất nhiều binh sĩ đang chờ thuốc, ta không yên tâm được. Nè, chàng cứ lo lắng hết chuyện này đến chuyện kia, sao không lo lắng cho thiếp đi? Ta chàng không đi tìm thiếp mà để thiếp đi tìm chàng. Thiếp đã lo lắng cho con khỉ là chàng biết bao nhiêu, hỏi thăm khắp nơi luôn đó. Nếu không phải là ông trời có mắt làm cho chàng từ trên trời rơi xuống, vậy mà chàng còn như vậy nữa. Thiếp thấy mình thật là xui xẻo, đi tìm người vô tâm giống như chàng vậy. Phải, ta vô tâm, còn nàng thì hay cằn nhằn. Nè, tối hôm qua sau khi ngủ say, nàng vẫn càm ra một đêm. Nói cái gì mà hả? Nàng nói cái gì? Nàng không có nói ra lời, hình như là ngái thì phải đó. Chàng đã được lợi rồi mà còn nói cứng. Trời, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Trời, đừng đánh mà, ta sẽ đau lòng lắm đó. Nè, đừng đánh mà, nàng sẽ đau lòng đó nghe. Nhanh lên. Nè, sao vậy? Quỳnh ấy bị thương rất nặng, đi vào trong liền đi. Nhanh lên. Còn xin ông hãy cứu Quỳnh ấy đi. Sao vậy? Quỳnh ấy một mình vào thăm dò tình hình quân giặc, khi quay về quân doanh thì bị bọn giặc phát hiện, liều chết phá vòng dây. Ông hãy cứu Quỳnh ấy đi. Được, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để cứu sống cậu ấy. Dạ. Có điều các vị đừng có đứng ở đây ra ngoài đi. Đỗ Bân. Dạ. Đỗ Bân à,
còn thuốc cầm máu không? Thuốc cầm máu đã dùng hết rồi. Cái gì? Nếu không mau chóng cầm máu thì mạng sống của vị hảo hán này khó mà giữ được đó nghe. Trời ơi, làm sao bây giờ? Ra. À, tôi nhớ ra rồi. Lần trước sư phụ chỉ cho tôi loại hoàng dư thảo ở trên núi và nói loại cỏ này tôi có độc tính nhất định, nhưng mà khi nguy cấp có thể dùng cầm máu được, sau đó dùng thất diệp nhất chi hoa để giải độc. Ôi trời ơi, ở trong giờ phút này thì hoàng dương thảo nó chính là cứu mạng thảo rồi. Để thật kêu binh sĩ đi hái về ngay. Không được, không được đâu, chỉ có tôi biết thôi. À, bây giờ trời tối núi dốc nữa, lại đang mưa lớn, một mình cậu đi sao được. Để ta kêu hai binh sĩ đi với cậu. Được, vậy nha. Tôi đi nha. Được, được. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Là Đỗ Bân phải không? Đỗ Bân sao vậy? Cậu bị thương rồi. Bị thương rồi. Mau mau mau, khi vào trong đi. Đừng đụng vào. Sao vậy? Ông đụng trúng vết thương của tôi rồi. Ê, cô chịu đựng chút đi, ta sẽ cởi y phục cho cậu thật nhẹ nhàng. Không cần. Ông không, không cần lo đâu. Tôi tự mình về dược trướng bôi thuốc được rồi. Từ từ, từ từ. Hả? Cậu sao vậy? Tôi về tự bôi thuốc là được rồi. Ai...
Ê, Lão Quân Y. Nghe nói đội bân bị thương rồi, sao vậy? Vì cứu binh sĩ bị thương, cậu ấy cả đêm dầm mưa lên núi hái thuốc, đợt té nên bị thương. Bị thương có nặng không? Té cũng không có nhẹ đâu, cũng may chỉ là ngoại thương, bị đau đớn da thịt chút. Cậu bé đó hả, rất kiên cường, cương quyết là không cho người khác đụng vào người, tự mình quay về băng bó. Thần kinh. Đội bân. Đỡ bân. Bình Quy. Ê, còn đau không? Đỡ nhiều rồi. Đệ cũng thiệt là, dầm mưa cả đêm lên núi, sao đệ không kêu ta đi với? Không kịp đâu, cứu người cấp bách mà. Nói cho đệ biết nha, huynh đệ đã xâm nhập thăm dò tình hình giặc đó, đã được cứu rồi. Thật sao? Đỡ bân à, lần này đệ lên núi hái thuốc lại lập được đại công rồi. Mọi người cùng đánh trận, cũng cùng nhau cứu người, công trạng gì đâu chứ. Ê, dù sao thì công của đệ cũng là lớn nhất, ta sẽ báo công của đệ với đại ca. Gì vậy? Đệ muốn báo công cho ai vậy? Đại ca. Đỗ Bân à. Dạ. Còn đau không? Đại ca ngồi đi. Đỡ nhiều rồi. Cậu một mình dầm mưa lên núi, sao lại không nói với ta tiếng nào? Không kịp nói, cứu người quá gấp rút. Nè, ta cho cậu biết nha, binh sĩ xâm nhập vào thăm dò tình hình giặc đã được cứu rồi. Ê, đại ca, câu mà đại ca vừa nói giống y như đệ vừa mới nói. Đỗ Bân nghe sẽ phiền đó. Hả? Không phải không Đỗ Bân? Không, tôi không thấy phiền đâu. Thấy không, người ta không phiền để phiền cái gì. Rất nhiều binh sĩ đang ở ngoài quảng trường chờ đệ đó, còn không mau đi. Dạ, Đỗ Bân, ta đi trước nha. Bân Nhạn à, Bân Nhạn, làm nàng chịu khổ rồi. Đừng khóc. Ta thật không dám tin nàng lại là tiểu thư con nhà giàu ở Dương Châu. Rời xa Dương Châu, thay đổi hoàn cảnh một chút cũng tốt. Lần này vì nhầm lẫn mà tới Kim Châu, tới biên thành vào quân doanh, thiếp mới biết được là thế gian này rất là rộng lớn, những chuyện mà Ban Nhạn chưa làm được cũng còn rất nhiều. Nói thật lòng, thiếp bây giờ đã không còn giống như khi mới tới nữa, không nhớ nhà nữa. Thiếp xin lỗi, thiếp nhìn thấy chàng thì không nén lòng được. Không có gì, đó cũng là lẽ thường tình thôi mà. Ai cũng đều nhớ quê nhà, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Bằng Nhạn à, ta muốn đưa nàng về phủ tướng quân ở Kim Châu trước. Không, nếu vậy thì thiếp sẽ buồn tới chết mất. Hay ta phái người đưa nàng trở về Dương Châu.
Cũng không, bây giờ vẫn chưa phải là lúc quay về Dương Châu. Hơn nữa Biên Thành đã sắp thắng trận, thì muốn được cùng chàng Khải Hoàng trở về Nam. Nàng giả Nam ở lại trong quân doanh như vậy thật là khổ cho nàng rồi. Thiếp không sợ chịu khổ, chỉ có điều cứ ở mãi trong nơi toàn là Nam như vậy có rất nhiều điều bất tiện. Vậy thì ngày mai ta sẽ phái người đi xé bỏ bản cáo thị, tuyên bố thân phận của nàng. Tuyệt đối không nên đâu, quân lệnh không phải là trò chơi. Vậy ta nên làm sao đi? Tự nhiên chàng thân mang lệnh vua, vai gánh trọng trách, chàng không cần lo lắng cho thiếp nhiều đâu. Thiếp sẽ nhân cơ hội nghỉ dưỡng thương để cố nghĩ ra cách. Băng Nhạn, một cô nương phương Nam nhỏ người nhưng mà nhiều quỷ kế. Băng Nhạn à, ta sẽ làm theo ý của nàng. Một, hai, 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 một, một, hai, 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 một, hai, hai, một, hai, hai, một, hai, 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 hôm nay tập tới đây thôi. Dạ. Giải tán.